Dê, ngũ căn ngũ lực. Trong 37 món trợ đạo, ngũ căn và ngũ lực là những pháp quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác, có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả trong ba thừa. Chúng là phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu, giúp người thăng tiến trên bước đường tu đạo chứng quả. Vậy Phật tử chúng ta không thể không biết để hành trì. Một La Mã, định nghĩa ngũ căn. Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc để tất cả các thiện pháp phát sanh. Luận Trí Độ quyển thứ 10 giải rằng năm căn này là căn bản để phát sinh tất cả thiện pháp, nên gọi là ngũ căn. Năm căn ấy là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Hai La Mã, nội dung của ngũ căn. Một nhỏ, tính căn là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống như lòng tin mù quáng vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều các ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Đức Phật không bao giờ bắt buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không giải thích được, vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán, bởi thế nên nó vô cùng vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh mọi hạnh lành. Phật dạy tin là mẹ của vô lượng công đức. Nhưng Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo. Tin Phật, Phật tử biết rằng Đức Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ, giải thoát. Vì thế, Phật tử suốt đời tin tưởng theo Phật, để theo hướng tiến đến sự giác ngộ, giải thoát mà Phật đã thân chứng. Tin Pháp, Pháp là chân lý, là sự thật mà Đức Phật đã khám phá ra và truyền lại cho chúng ta. Hay nói một cách khác, Pháp là giáo lý đúng như sự thật mà Đức Phật đã thuyết minh. Chúng ta tin những giáo lý ấy vì người nói ra là Đức Phật, là thân chứng được và đã giác ngộ được nhờ giáo lý ấy. Tin Tăng, Tăng là người thực hành các giáo lý của Phật để giác ngộ mình và người, là người thay Phật đưa cao ngọn đuốc chánh pháp sáng ngời để soi đường cho chúng sanh. Vì thế Phật tử suốt đời quy hướng về Tăng. 2. Tấn căn. Tấn là tinh tấn. Tấn căn là sự dũng mãnh tinh tấn trên bước đường tu tập, không bao giờ thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc chắn mà không tinh tấn thực hiện, làm theo những điều mình tin, thì lòng tin suông ấy trở thành vô dụng, không đưa chúng ta đến đâu cả. Vậy cho nên người Phật tử đã tin Tam Bảo thì phải luôn luôn tinh tấn thực hành giáo lý của Phật. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, tinh tấn có ba thứ. Bị giáp tinh tấn, nghĩa là mang áo giáp tinh tấn. Người Phật tử trong cuộc chiến đấu để diệt trừ đau khổ, tiến tới giải thoát, cần phải mang theo áo giáp tinh tấn, để khi xông pha vào trận địa phiền não, khỏi bị ma quân hãm hại. Nhờ có áo giáp ấy, người Phật tử tin tưởng ở năng lực của mình, hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, không lùi bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào. Gia hạnh tinh tấn, nghĩa là luôn luôn gắng sức, không bao giờ ngừng nghỉ trên bước đường đi đến giải thoát. Với thứ tinh tấn này, người Phật tử càng tiến càng hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí, không bao giờ biết mệt mỏi. Vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc nghĩa là không vui sướng tự mãn, cho làm vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu hành. Người Phật tử chưa chứng được Phật quả thì còn gia công gắng sức tu luyện mãi, chứ không chịu ngừng nghỉ, vui thú với một quả vị thấp thỏi, tạm bợ như người bộ hành. Khi chưa đi đến đích cuối cùng thì còn hăng hái bước mãi, chứ không chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình bằng cách an phận ở mãi trong một quán trọ bên đường. Ba nhỏ, niệm căn. Niệm là ghi nhớ những gì? Thứ nhất, niệm thí, nghĩa là nhớ tu bố thí. Người Phật tử thường ngày nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng, đem hồn lực cứu giúp người sợ hãi, đem chánh pháp chỉ giáo người si mê, khiến họ hết khổ được vui. Thứ hai, niệm giới,
nghĩa là nhớ trì tịnh giới để đoạn trừ các phiền não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ: nhiếp luật nghi giới, những giới để ngăn cấm các hành nghiệp thô xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm; nhiếp thiện pháp giới, những quy điều đúng pháp và lợi ích, người thực hành theo nó có thể thành tựu tất cả pháp lành; nhiêu ít hữu tình giới, những điều luật làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Thứ ba, niệm thiên. Luận Nhiếp Đại Thừa có nói: thiên niệm trụ là an trụ bốn món thiền định. Vậy niệm thiên là nhờ tu các niệm thiền định để gạn sạch tất cả phiền não, thể chứng chân như. Bốn, định căn. Định hay tịnh lự do dịch nghĩa chữ Phạn là thiền na. Định là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp để suy đạt thật nghĩa của nó. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, định có thể chia làm ba bậc: an trụ định, để tâm an trụ vào định cảnh, không cho tán động, do đó phiền não được tiêu trừ; dẫn phát định, do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh sáu món thần thông là các công đức thù thắng; thành sở tác sự định, do đã phát khởi được các công đức thần thông nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cứu độ chúng sanh giải thoát sanh tử, chứng được niết bàn. Năm nhỏ, huệ căn. Huệ là trí huệ sáng suốt, thâm nhập được chân tướng của vạn pháp. Trí huệ ấy không có sự phân biệt, vì phân biệt là tác dụng của vọng thức làm mê lầm. Cũng theo luận Nhiếp Đại Thừa, trí huệ có ba thứ: vô phân biệt gia hạnh huệ, quán trí này không còn thấy có phân biệt, nhưng còn có gia hạnh, nghĩa là còn phải dụng công tu hành để thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí. Vì thế nên gọi là vô phân biệt gia hạnh huệ. Vô phân biệt huệ, trí huệ này không có sự phân biệt mà không cần phải gia hạnh vì đã thuần thục. Do không phân biệt nên không có mê vọng. Nhờ trí huệ này, người tu hành được tự tại, thể chứng chân như. Vô phân biệt hậu đắc huệ hay hậu đắc trí, nghĩa là trí huệ có được sau khi đã đắc chứng được chân như. Trí huệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. Chư Phật nhờ hậu đắc trí này mà thi tác vô lượng công đức để cứu độ chúng sanh. Ba La Mã, định nghĩa ngũ lực. Nói một cách tổng quát giản dị, huệ căn là trí huệ do thiền định đã làm lắng sạch các vọng tưởng phân biệt mà phát sanh. Nó thông đạt được sự thật của các pháp. Nó là căn nguyên phát sanh mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sanh. Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn. Nói một cách dễ hiểu, ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy. Bốn La Mã, thành phần và nội dung của ngũ lực. Một, tính lực, tức là thần lực của đức tin hay sức mạnh lớn lao vi diệu do tính căn phát sinh. Hai, tấn lực, tức là thần lực của đức tinh tấn hay sức mạnh bất thối chuyển kiên cố, có thể san bằng mọi trở lực. Sức mạnh này do tấn căn phát sinh. Ba, niệm lực, tức là thần lực của sự ghi nhớ hay sức mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn. Bốn, định lực, tức là thần lực của sự tập trung tư tưởng hay sức mạnh vĩ đại của định căn. Năm, huệ lực, tức là thần lực của trí huệ hay sức mạnh vô biên của huệ căn. Nói một cách tổng quát, những sức mạnh này là kết quả thâu đạt được do sự kiên cố tu luyện ngũ căn. Nó như là một ngọn lửa bật lên sau khi người ta đã nỗ lực cọ xát hai cây củi vào nhau để lấy lửa. Năm La Mã, diệu dụng của ngũ căn và ngũ lực. Như chúng ta đã thấy trên, ngũ căn ngũ lực vừa làm căn bản, vừa là nghị lực để phát sinh, tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng. Bất luận người nào
hễ đã lấy trí làm nền tảng, tinh tấn thực hành chánh pháp, tấn, hằng ghi nhớ chánh pháp để tiến tu, niệm, tập trung tư tưởng để trừ sạch vô minh phiền não, định, đem diệu huệ vô phân biệt, huệ, thể chứng chân như, thì người ấy thế nào cũng nắm chắc trong tay quả vị vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì người ấy đã có những thần lực vĩ đại, ngũ lực do ngũ căn gây tạo. Với ngũ lực này, hành giả như người bộ hành có đủ phương tiện linh hoạt, diệu dụng để băng rừng, vượt biển và đi đến đích cuối cùng. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp, tức là thành Phật. Đến đích này, người ấy là ánh sáng của chúng sanh, là ruộng phước tối thắng để chúng sanh gieo mầm an lạc. Chính người này mới có đủ thần lực diệu dụng làm cho chúng sanh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Kết quả của ngũ căn, ngũ lực lớn lao quý báu như thế đó, chúng ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy. E lớn, Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn ngũ lực. Sở dĩ Đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ từng người, ai hợp pháp môn nào thì tu theo pháp môn ấy. Những pháp môn này về tên gọi, về chi tiết thì có khác nhau, nhưng về đại thể, về tinh thần thì có nhiều chỗ giống nhau. Vì thế chúng ta sẽ thấy trong pháp môn Thất Bồ Đề Phần có nhiều điểm giống như trong Tứ Như Ý Túc hay Ngũ Căn Ngũ Lực. Một La Mã định nghĩa Thất Bồ Đề Phần: Bồ Đề do phiên âm chữ Phạn Bodhi mà ra, người Trung Hoa dịch là giác đạo hay đạo quả giác ngộ. Phần là từng phần, từng loại. Thất Bồ Đề Phần là bảy pháp tu tập tuần tự hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề, hay bảy pháp giúp ta thành tựu đạo quả đại giác. Nó cũng có tên là Thất Giác Chi. Giác tức là Bồ Đề, chi cũng như phần vậy. Thất Giác Chi tức là bảy nhánh, bảy phương tiện đi đến đích giác ngộ. Hai La Mã, thành phần và nội dung của Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần gồm có: một, trạch pháp. Trạch là lựa chọn, pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành. Trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu, pháp dữ để tránh. Trong sự tu tập, nếu ta không có trí huệ phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói, lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không là mê tín. Đức Phật có dạy, hãy dùng trí huệ suy nghiệm, giảng trạch các pháp, rồi sẽ tính thọ, thực hành theo. Nếu tu lầm, tin chạ, điều đó còn nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành. Vì vậy, Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ, giải thoát, không phải nghe ai bảo gì tin nấy. Không phải tự bảo một cách bừa bãi, đạo nào cũng tốt cả. Không phải dung hòa Phật giáo với ngoại đạo, trái lại Phật tử cần phải sáng suốt đề phòng sự đánh lộn sòng của các ngoại đạo, sự xuyên tạc xảo quyệt để làm mất lòng tin sáng suốt của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo phân biệt chánh tà, chân ngụy, phải thường dùng trí huệ mà giảng trạch cả những pháp ở ngoài và những ý tưởng chơn vọng của tâm để tu, để đoạn. Hai nhỏ, tinh tấn. Nhưng một khi đã lựa chọn được pháp môn chấn chỉnh để tu rồi thì phải tinh tấn, nghĩa là luôn luôn chuẩn tiến trên bước đường tu tập, không quản ngại gian lao, khó nhọc, không khiếp sợ, không thối chuyển, không tự mãn tự cao mà bỏ dở mục đích chưa đạt được, như đã nói ở bài ngũ căn. Ba nhỏ, hỷ, nghĩa là hoan hỷ, nhờ tinh tấn tu hành nên đoạn trừ dần được phiền não, thành tựu vô lượng công đức, do đó sanh tâm hoan hỷ và phấn chí tu hành. 4. Khinh an. Khinh là nhẹ nhàng, an là an ổn, nhờ sự tinh tiến tu tập nên thân tâm được thanh tịnh, do đó người tu hành cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, khinh an, như đã trút được gánh nặng dục vọng mê mờ. 5. Nhỏ, niệm. Cũng như chữ niệm trong mấy bài trước,
nghĩa là thường ghi nhớ chánh pháp để thực hành. Tâm niệm ta, nếu không thường nhớ chánh pháp, tất nhiên tạp niệm phát sinh, phiền não tăng trưởng, cũng như một đám đất không trồng hoa thì cỏ mọc. Vì thế, người tu hành cần phải để tâm ghi nhớ chánh pháp, đừng cho sao lãng buông lung nghĩ bậy. Sáu nhỏ định, cũng như chữ định ở mấy bài trước, nghĩa là tâm chuyên chú tập trung vào pháp mình đang tu. Bảy xả, nghĩa là bỏ ra ngoài không vướng bận. Xả tức là hành xả tâm sở, một trong 11 món thiện tâm sở. Ba la mã, hành xả nghĩa là như thế nào? Người tu hành nhờ trí sáng suốt nhận biết thọ là khổ, nên không nắm giữ một thứ gì hết, dù quý bao nhiêu. Ngay trong sự tu hành cũng vậy, họ không trụ trước ở các pháp mình đã tu, đã chứng. Trái lại, họ luôn luôn xả bỏ những gì mình đã đạt đến để tiến triển trên bước đường đi đến giải thoát. Nếu người tu hành cứ mãi say đắm vào quả vị mình đã chứng, thì suốt đời sẽ bị trầm ở một nơi đó, không bao giờ có thể tiến lên để đạt thành quả vô thượng bồ đề. Kim Cang Sớ có nói, người tu hành phải như người nương thuyền qua sông khi thuyền đã cập bến. Nếu ta không bỏ nó để lên bờ, thì đừng hòng đến đâu và biết gì được. Người muốn thành đấng siêu việt tự tại cần phải khước từ mọi đắm say. Pháp hành xả này giúp ta thành tựu sự siêu thoát ấy. Tóm lại, người tu bảy pháp bồ đề phần này chắc chắn sẽ đạt được bốn kết quả quý báu sau đây. Tất cả pháp ác đều được tiêu trừ, tất cả pháp lành ngày càng tăng trưởng. Vì thường tu thiện đoạn ác nên luôn luôn được an lạc, không bị khổ đau, sẽ chứng thành Phật quả. Rê lớn, bát chánh đạo. Trong 37 món trợ đạo, bát chánh đạo là một pháp môn thường được coi như là pháp môn chính, được nhắc nhở đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến đạo đế là người ta liên tưởng đến bát chánh đạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng đạo đế với bát chánh đạo là một. Sở dĩ bát chánh đạo được xem là pháp môn chính của đạo đế vì pháp môn này rất đầy đủ, có thể bao gồm được các pháp môn khác của đạo đế. Nó rất phù hợp với mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi phương sở. Đối với tiểu thừa cũng như đại thừa, người Đông Phương cũng như Tây Phương, ai ai cũng đều công nhận giá trị hoàn toàn cao cả của bát chánh đạo và đều áp dụng pháp môn này trong sự tu hành của mình để đoạn trừ phiền não khổ đau, hầu bước lên con đường giải thoát an vui tự tại. Một la mã định nghĩa bát chánh đạo. Bát chánh đạo là tám con đường ngay thẳng hay tám phương tiện màu nhiệm đưa chúng sanh đến đời sống chí diệu. Người ta cũng có thể định nghĩa bát chánh đạo là con đường chánh có tám ngành để đưa chúng sanh đến địa vị thánh. Cũng có khi người ta gọi bát chánh đạo là bát thánh đạo vì các diệu dụng của nó sau đây. A nhỏ, những kẻ phàm phu học đạo noi theo pháp môn này mà tu thì khỏi lầm lạc vào nẻo nguy hiểm, lần hồi sẽ được chứng quả hiền thánh. B nhỏ, những bậc hiền thánh nương theo tám phương tiện này thì sẽ đi đến cảnh niết bàn. Bát chánh đạo gồm có 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định. Hai la mã, nội dung và giá trị mỗi thành phần của bát chánh đạo. Một nhỏ, chánh kiến. Chánh là ngay thẳng, đúng đắn, kiến là thấy, nhận biết. Chánh kiến hay chánh tri kiến là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng, công minh, đúng với sự thật khách quan. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy, không lấy trắng làm đen, xấu làm tốt, dở làm hay hoặc trái lại. Sự nhận xét sự vật của người ấy không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Và khi đã biết cảnh giả, vật dối thì mắt không chăm, tâm không chú. Còn khi biết rõ cảnh vật thật, lời lẽ chân thì chuyên tâm vào sự lý chân thật, làm cho đèn huệ sáng ngời, tiền trần không phương che ám được,
hai nhỏ, chánh tư duy. Tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét, nó thuộc về ý thức. Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân chánh, tư tưởng đúng với lẽ phải. Người tu theo pháp chánh tư duy thường xét nghĩ đạo lý cao siêu, suy tìm thể tánh nhiệm màu, biết xét những hành chi lỗi lầm, những ý nghĩ xấu xa để sám hối, biết suy nghĩ về ba món vô lậu học, giới định huệ để tu giải thoát, biết suy xét vô minh là nguyên nhân của đau khổ, là nguồn gốc của tội ác, và tìm phương pháp đúng đắn để tu hành hầu giải thoát cho mình và cho người. Ba nhỏ chánh ngữ. Ngữ là lời nói, chánh ngữ là lời nói chân thật, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Người tu theo chánh ngữ không bao giờ nói sai sự thật, không thiêm dị, thấy dở, nói hay, không xuyên tạc, nghe một đường nói một ngã. Người tu theo chánh ngữ rất thận trọng lời nói. Trước khi muốn nói gì, phải suy nghĩ coi có lợi ích và chân thật không. Xưa Đức Khổng Tử vào viếng chốn cổ miếu, thấy bức tranh họa một hình người bị kẹp miệng ba lần. Ngài dạy lại môn đệ phải cẩn thận lời nói. Ngày xưa, trước khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có đệ tử hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, người đời sau gặp nhiều sách vở ngoại đạo, không sao phân biệt với kinh Phật, như thế biết tin theo lời nào mà tu? Phật dạy: Chẳng luận lời nói của ai, miễn lời ấy đúng sự thật, hợp chân lý, thì cứ tin theo mà tu. Vậy phàm những lời nói đúng lý, hợp lẽ, có lợi ích cho toàn thể chúng sanh là chánh ngữ. Những lời nói ấy chúng ta phải tin theo và tập nói cho đúng như thế. Bốn nhỏ chánh nghiệp. Nghiệp là do người Trung Hoa dịch chữ phạn kamma mà ra. Nghiệp hay kamma nghĩa là hành động tạo tác. Chánh nghiệp là hành động việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật. Người theo đúng chánh nghiệp là người luôn luôn thận trọng, giữ gìn mọi hành động của mình để khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh phúc, tánh mạng của người khác. Hơn nữa, người theo đúng chánh nghiệp bao giờ cũng tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình, luôn luôn hành động có lợi cho mọi người, mọi vật, và nếu cần, có thể hy sinh quyền lợi hay tánh mạng mình để giải thoát nỗi đau khổ cho người khác. Ngoài ra, cũng gọi là chánh nghiệp, là khi hành giả dùng trí huệ để quán tưởng những pháp chân chính, hoặc ngồi thiền, niệm Phật, hoặc tụng kinh hành để giữ gìn thân, khẩu, ý, ba nghiệp cho thanh tịnh. Năm nhỏ chánh mạng. Mạng là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện, trong sạch của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời nghi thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời có ý nghĩa, lợi mình lợi người, xứng với bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi sống bám vào người khác. Người theo chánh mạng sống đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan, và biết thân tứ đại vốn vô thường, nên lấy tịnh giới làm thể, lấy trí huệ làm mạng, bỏ niệm vọng cầu, an vui với chánh pháp. Sáu nhỏ chánh tinh tấn. Chữ tinh tấn ở đây cũng cùng nghĩa với chữ tinh tấn đã nói ở bài trước, nghĩa là chuyên cần, siêng năng, thẳng tiến tới mục đích đã vạch sẵn, không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh tấn là chuyên cần, siêng năng làm việc, chánh nghĩa, lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật. Người theo đúng chánh tinh tấn, trước tiên bao giờ cũng hăng hái sửa mình, cương quyết bài trừ những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hạnh lành. Xem bài tứ chánh cần. Người theo đúng chánh tinh tấn, dũng mãnh tiến trên đường đi đến giải thoát, cho đến lúc nào đạt được mục đích cao cả, cùng tột ấy mới thôi. Xem đoạn tấn căn trong bài ngũ căn. Nói tóm lại, người theo chánh tinh tấn quyết tạo nghiệp vô lậu suốt thế gian, lấy chánh trí làm mãnh lực, lấy niết bàn làm chỗ quy hướng,
một lòng chẳng trễ, muôn kiếp không dời, quyết gắn công phu định thành đạo quả để trước tự độ sau hóa độ chúng sanh. Bảy nhỏ chánh niệm, niệm là ghi nhớ, cũng như nghĩa chữ niệm ở các bài trước. Chánh niệm là ghi nhớ những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình cho người, những đạo lý chân chính quý trọng cao siêu. Chánh niệm có hai phần, A nhỏ chánh ức niệm là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm để thành tâm sám hối, và nghĩ nhớ đến tứ trọng ân, ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân chúng sanh và ân tam bảo để lo báo đền. B nhỏ chánh quán niệm là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, tật bệnh, mê mờ mà chúng sanh đang mắc phải, để mở rộng lòng thương yêu và quyết ra tay cứu độ. Người theo đúng chánh niệm thường quán sát cảnh chân đế, năng tưởng niệm các pháp trợ đạo, bất luận ở đâu và làm gì cũng nhớ đến cái quả du lậu suốt thế gian, dù trải qua bao nhiêu số kiếp cũng không thối tâm sao lãng. Tám nhỏ chánh định, chữ định ở đây cũng đồng nghĩa như những chữ định trong các bài khác, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì để thấy cho rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và người. Người theo đúng chánh định thường tập trung tư tưởng để quan sát những vấn đề chính sau đây. Quán thân bất tịnh, bất tịnh quán, tức là quán tưởng thân không thanh tịnh để trừ tham dục, si ái. Xem lại đoạn quán thân bất tịnh trong bài Tứ Niệm Xứ. Quán từ bi quán là quán tưởng tất cả chúng sanh đều là một chân tâm bình đẳng không khác, để đoạn trừ thù hận và mở rộng lòng thương yêu để cứu độ chúng sanh. Quán nhân duyên quán là quán tưởng tất cả pháp hữu hình như muôn vật, vô hình như tâm niệm đều là giả hợp, duyên nhau mà có chứ không có một cách chân thật, không trường tồn, để đoạn trừ ngu si, pháp chấp. Quán giới phân biệt quán nghĩa là phân biệt và quán tưởng sự giả lập của 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, để thấy không thật có ngã, pháp, ngõ hầu trừ ngã chấp, pháp chấp. Quán hơi thở, sổ thức quán, nghĩa là quán tưởng bằng cách chuyên chú, đếm hơi thở ra vào để đối trị sự tán loạn của tâm thức. Như đã nói ở đoạn mở đề, bát chánh đạo là pháp môn rất được thông dụng. Sự thông dụng này sở dĩ có được là nhờ lợi ích thiết thực và quý báu của nó đối với đời sống cá nhân của người tu hành, đối với xã hội và đối với đời sống tương lai. Có thể tóm tắt những lợi ích hay công năng của bát chánh đạo trong ba điểm sau đây. Cải thiện tự thân. Nếu con người chuyên tu theo tám đường chánh này, thì sửa đổi được tất cả mọi sự bất chính, mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại của mình, như ý niệm mê mờ, ngôn ngữ đảo điên, hành vi sai quấy, đời sống vô luân. Khi những điều trên đây đã được cải thiện, thì tất nhiên cuộc đời riêng của mỗi người sẽ chân chính, lợi lạc và thiện mỹ. Cải thiện hoàn cảnh. Nếu trong xã hội ai ai cũng đều chuyên tu theo tám đường chánh này, thì cảnh thế gian sẽ an lành, tịnh lạc, không còn chiến tranh sâu xé, giết hại lẫn nhau. Chứng quả bồ đề, người chuyên tu theo tám đường chánh này, không những có nhiều lợi lạc trong cuộc đời hiện tại, mà còn gây tạo cho mình một tương lai tươi sáng, gieo trồng cho mình những hạt giống bồ đề, để ngày sau gặt hái quả vô thượng niết bàn, đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Vì những lợi ích quý báu như thế, chúng tôi xin khuyên mọi Phật tử hãy phát nguyện cương quyết tu theo bát chánh đạo. Tổng kết về Đạo Đế. Chúng ta vừa biết qua nội dung của Đạo Đế hay 37 món trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Phần Đạo Đế đã chiếm hết 4 bài trong 10 bài nói về tứ đế. Chỉ cái số lượng ấy
cũng đã nói lên sự quan trọng mà Đức Phật muốn dành cho phương pháp tu hành để chứng nhập Niết Bàn. Nhưng chúng ta đừng nên thấy quá nhiều pháp môn mà vội nản lòng thối chí. Vì căn cơ chúng sinh không đều, nên Đức Phật cần chế ra nhiều pháp môn để mỗi người có thể tùy theo căn cơ mình mà lựa pháp môn thích hợp để tu hành. Tất nhiên, một người có thể tu nhiều pháp môn nếu có đủ khả năng, trí huệ, sức khỏe. Nhưng nếu không có đủ điều kiện thì tu một pháp môn cũng được. Khi tu thành một pháp, các pháp kia đều thành vì nó có nhiếp thuộc lẫn nhau, trở thành cho nhau. Vậy Phật tử không nên ngã lòng thối chí. Với sự quyết tâm, với đức tinh tấn, chúng ta tuần tự tiến dần vào đạo đế, không lo sợ, không nghi ngờ, cũng không quá bồng bột, nóng nảy, thì rồi chậm hay nhanh, thế nào cũng phải đến đích. Hỡi quý vị Phật tử, mười phương các đức Như Lai đầu tiên đều nhờ các pháp môn này mà dần dần được viên thành Phật quả. Tất cả các thánh giả trong ba thừa đều nương vào đây để tu hành cho đến ngày đạt đích. Chúng ta, đàn con Phật, những người đang canh cánh ôm ấp bên lòng chí nguyện thành Phật để tự cứu độ và cứu độ chúng sanh, lẽ nào trong lúc Đức Phật đã vì lòng từ bi mà soạn sửa cho chúng ta mọi phương tiện, mọi hành lý để tiến lên đường giải thoát, chúng ta lại do dự, chần chờ hay thối thác? Vậy chúng ta hãy mau mau cất bước lên đường giải thoát.